Rồi, chào tất cả các bác nha. Hôm nay ngày 10 tháng 12 thì hôm nay em tiếp tục lên cho bác một số sản phẩm mới về hôm nay các bác nhé. Thì cụ thể hôm nay có loa loa dòng vừa nghe nhạc hát karaoke được. Đó. Giá rẻ thôi. Có 5 6 cặp loa đấy và đầu CD nhé. Hôm nay có đầu CD. Có con này rất là VIP đấy. Giá rẻ. Và một cục combo của dòng Onkyo 922 các bác nhé. Rồi em sẽ giới thiệu CD trước cho nhé, CD đến cái combo này, rồi xong giới thiệu loa. Rồi trước mắt các bác đây là có CD số 1, con này là dòng Danone 755ZE các bác nhé, con này là dòng ZE. Đấy, khác với dòng là AE với cả SE các bác nhé. Đấy là ZE là dòng cao cấp. Đấy, các bác này. Nó chạy chip giải mã CD tới 32 bit và đặc biệt nó có một cái cổng USB để các bác có thể cắm trực tiếp iPhone vào nghe nhạc số nhé, rất là hay luôn. Đó, hoặc là chơi USB. CD thì đọc tốt này. Còn mặt phay rất là đẹp luôn. Dòng này là dòng cao cấp các bác nhé, của hãng Danone. Đó. Nhìn đấy rất là cao cấp luôn, mặt phay. Dòng này là dòng ZE các bác nhé, đây 755ZE sản xuất 2015 đấy. Con này thì mắc in Việt Nam luôn ạ, đời mới, chất âm thì bao hay. Bác nào cứ lấy cái mô đời này này, đây. Đời nông đó, DCD 755ZE. CD đọc tốt các bác nhá, đây là CD đọc rất là tốt luôn. Đó. Chuyển sang chế độ nhận iPhone Airport cho các bác coi nhá. Nó nhận cái này thì nó không có lên số đâu. Chỉ có USB thì lên thôi. Nó chuyển sang chế độ USB này. Đấy, nhận iPod. Nó sẽ ra tiếng nhạc nhé các bác nhé. Bác nào chơi qua dòng này biết rất là hay luôn, mặt mũi đẹp. Rồi con CD 755ZE các bác nhé, giá 3,5 triệu. Đó, các bác cứ nghiên cứu đi, bao là giá rẻ nhất thị trường. Cái này rất là hay, cái là nó có thể nó xài tới 32 bit này, giải mã cho cái USB và cái CD này. Giải mã ra chất lượng analog nhé các bác nhé. Đấy, các bác chơi nhạc số và cái này rất là hay luôn. 3,5 triệu. Rồi sang số 2 các bác nhé. Số 2 là con Kenwood 6020. Con này mắt đọc tốt. Mà mắt nó thì là mắt 240. Đó, CD đọc tốt luôn. Dòng đời cao nhé, của hãng Kenwood. Đây các bác nhé. Nội thất nó thì rất là đẹp luôn. Dòng này thì phía sau này cũng có cổng optical out nhé, chạy tốt luôn. Dòng này đời cao mà dòng dày nhé. Dòng này là 6020. Con này chạy mấy con giải mã này, mấy con chip giải mã này cái tên hơi khó. Rồi con này em bán 1,2 triệu các bác nhá, 1,2 triệu. Nắp lưng liếc đầy đủ hết nhé, nắp lưng này, không nắp lưng của mấy con này. 1,2 triệu các bác nhá, số 2 này. Rồi sang số 3. Số 3 là con Panasonic SP70. Con này cái tiết diện nó rất là đẹp luôn, nó cao khoảng 12, 13 gì đấy. Đây, đẹp như mới luôn nhé. Khi điều tốt. Phía sau này. Đây, cổng ao này. Rồi con này em bán 1 triệu nhé. Giá 1 triệu số 3. Nhìn rất là đẹp luôn. Con này đẹp cực kỳ luôn. 1 triệu các bác nhé. Khi đi này.
Rồi sang đây có một cục combo của dòng 922 các bác nhé, 922M. Thì cái dòng này nó chỉ thua cái dòng đầu 9 đầu 2 ấy, 922 ấy, thì nó có 911 xong đến 922 thì dòng này thua dòng 922 LTD thôi các bác nhé. Đấy, mặt phay này, đánh AB này, có chỉnh bắt chấp ba lăng này. Đó. Con này chạy phò. Ở phía trên này là một cái táp nhá, táp này, đó. Táp này thì em không test. Chạy bằng điện nhá, cửa điện luôn. Đó. Phía trên cùng này là cái táp này khả năng giúp tí loa mới vào được. Bắt nó về làm một cái táp này nhé, cái này đứt tí loa này. Táp thường thường nó vậy à. Trên cổ trên này á, là con CD là con tuner nhá, cassette đấy, nó bắt hết đài Việt Nam luôn, 108. Và trên cùng này là con CD 722M. Đó là CD. Đây là dòng đúng đời luôn nhé, đúng đời đúng số luôn. Này nó trùng với loa. Cái này các bác về phải chỉnh lại nhé. Riêng CD cassette này em không chỉnh. Phía sau này. Phía sau các bác nhé. Phía sau đây đánh AB luôn. Đó, con này 120W lận nha. Đánh AB. Dòng này thì nó đánh từ 4 đến 16 ohm. 4 đến 16 ohm coi nhá. Đó, cái dòng này đời cao cái mà 922 đấy, 922. Cốp này. Này chỉnh electron, chỉnh chế độ này. Đó. Đó. Rồi con này em bán với giá 3,5 triệu nhá, cả cái bộ này, cả cái bộ combo này 3,5 triệu các bác nhá. 3,5 triệu, 922M các bác nhá. 3,5 triệu. Âm đi đánh rất hay, các bác là chơi ghép có loa boxel lớn ghép nhá. Đây là đánh thoải mái luôn. Rồi sang tiếp theo là giới thiệu loa các bác nhé. Trước mắt các bác đây là hai cặp loa Sony 747 các bác nhé, 747. Dòng 747 này nó có chân rất là cao luôn. Cái dòng này nó cao khoảng 80 cm. Bát nó là bát 28 và một cái chép. Dưới này nó có cái bát này Thinemix này. Và dưới này có một cái bát cộng hưởng cũng là 28 luôn để cho cái tầng âm bát nó căng hơn các bác nhé. Trên này có xeo chỉnh này. Và đây nó có một cái chép đôm các bác nhá. Hai cái cặp loa rất là đẹp luôn. Và viền vải gân xếp các bác nhá. Mấy cái vết này em chưa có lau chùi kỹ này, nó còn hơi mốc mốc này. Viền vải gân xếp vẻ vải đầm dầu các bác nhá. Đó. Loa rất là đẹp luôn. Em quay cụ thể hai cặp này. Cặp này 8 ohm, 80W trên thân thùng. 8 ohm rất là dễ ghép các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Hai cặp như nhau, hai cặp này trùng CD hết. Đấy, cùng CD hết. Dòng này thì trước em bán nhiều nhiều bác hỏi, mà đợt này em mới về có. Đây, cái này là 7 71. Bên này là 72. Đấy, CD liền. Rồi cặp số 1 nhá. Có lưới, tất cả có lưới đầy đủ, lưới đẹp hết nhá anh, tí em soi lưới cho các bác coi. Cao 80, vừa trưng bày vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke được coi nhá, hát karaoke gia đình ok nhá. Bát đánh rất lực luôn. Mà đẹp keng luôn, đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó. Hai cặp này thì em bán 4 triệu một cặp thôi nhá. Quá rẻ luôn, một cặp loa chất của Sony, nét như Sony luôn. Đó, vân gỗ. Phía trước là màu trắng trắng. Nét như Sony luôn các bác nhá. Cái dòng loa này thì nó thường nó có hai cái loại màu nhá, màu đen, màu ấy này, có cặp nó theo đấy. Nhiều khi mà về mà không ôm lộn với một hai hai bác mua trong kho mà hai bác mua thì lộn nhau.
Kể cả cái dòng này thì có loại vàng loại ấy. Rồi, hai cặp loa Sony 747 cặp số 1, cặp số 2 đều giá 4 triệu không nhá, đẹp như nhau nhá. Bass 28 cộng hưởng 28 nhá. Đẹp như nhau. Cao, chân đế đầy đủ nhá. Rồi tiếp theo sang đây cặp Builder CSA 77. Nó thật sự A77 chưa khi nào nó rẻ như bây giờ các bác nhá. Dòng A77 này nó hơn dòng A7 nhá. Nó cao cũng khoảng 180. Một cái bát 25, một cái chép giấy, mic giấy nhá. Lỗ thông hơi đây ạ. Đó. Cái loa này thì nó không có đánh dấu bên phải trái bên phải đâu nhá, có rất nhiều đời nó không đánh dấu bên trái bên phải nhá. Các bác, nhiều các bác mà không có am hiểu cứ bảo thế này là đúng, trùng trùng đấy chứ không phải đâu, có tùy đời nhá. Đó, kiềng kích rất là đẹp luôn, dưới cái chân đế này. Đó. Lưới đây, lưới tem mác đầy đủ nhá. Đây là lưới Sony của hai cặp lưới Sony này, rất là đẹp luôn ạ. Đây, loa thùng vách quá đẹp luôn. A77 7W trên thân thùng nhá. Đó. 8 ôm. Đấy, bên này cũng vậy này. Đẹp xuất sắc, đây nó chỉ dơ dơ tí thôi nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Những cặp loa này trước đây, cặp loa A77 vừa nghe nhạc có thể hát karaoke được nhá, rất là hay luôn. Cặp loa này hôm nay em bán giá 5,2 triệu luôn nhá các bác nhá. Thực tế mà cách đây khoảng 3 4 tháng thì em không lấy vào cái giá này được luôn, chứ không được nói. Trước đây là em bán tới 6 triệu rưỡi cặp loa này, mà cặp loa nó rất là đẹp luôn nhá. Bác nào nhanh chân nhanh tay thì mua những cặp loa như này nhá. Hiện tại giá rất là tốt luôn. CSA 77 giá 5,2 triệu, bao hàng zin tuyển chọn về nhá. Đó. Các bác cứ nghiên cứu đi, không có A7 nó sẽ rẻ hơn đâu nhá. A77 nó mắc hơn. Cặp loa này thậm chí có những shop họ bán đến 7 8 triệu luôn. Rồi 5,2 triệu nhá, bán nhanh cho các bác luôn xài. Rồi sang đây. Bán này mai mốt lấy vào có khi là giá khác, ví dụ hôm nào em lấy được giá rẻ thì em sẽ bán rẻ, và hôm nào lấy giá mắc em sẽ bán mắc nhé các bác. Có rất nhiều bác bảo là có khi nào bán rẻ em lấy vào và rẻ, ví dụ như cặp loa đây em bên này em đang có hai cặp loa G305. Có một thời điểm em lấy vào á là 27 28 triệu. Như bữa nay thì lấy vào rẻ hơn, nó sẽ bán rẻ hơn. Em chưa khui lên hai cặp đó. Cặp đó thì dành như cho những bác nào mà chơi được nhạc cứ inbox riêng nhé. Giờ đi tôn giờ 305. Đó, 5,2 triệu nhá cặp số 3 này. Rồi sang cặp số 4 các bác nhá. Số 4 là một cặp loa Victor SX525 hai la mã các bác nhá. Loa này thì cùng một cặp luôn. Thiết kế một cái bát 25. Đấy. Màng giấy này. Viền thì viền vải tẩm dầu màu đỏ này, đặc trưng của hãng, đặc trưng của này thì không có lẫn đi đâu được nhá. Đây bên này cũng vậy này. Đó. Một cái chép là một cái mic dôm này, một cái chép dôm và hai cái sao chỉnh các bác nhá, hai sao chỉnh bên này. Đó. Lưới đầy đủ. Xem lưới đâu. À đây lưới đây. SX525 mã. Cặp này thì nghe nhạc nhé. Cặp này chỉ để nghe nhạc thôi chứ không hát karaoke thì không được nhá. Cái này các bác nhìn thấy màu này, nó là do nó bị nó ấy cái e căng này bên bên này. Cái này thì em đã thấy rồi nhưng mà lúc nãy quên không có gắn vào. Thực tế đây là gắn bằng keo đi nhá, keo con chó thôi. Nó rớt ra là bình thường nhá các bác nhá. Tí em gắn lại. Bởi vì lúc này em vội lên quá em chưa gắn nhá. Hai sao chỉnh này. Đó, loa thì còn tương đối là đẹp. Đây. Bao các bác đẹp nhá, thùng cây luôn, thùng cái cây này là thùng cây giống hệt như cái mấy cái dòng AZ nhá. Dòng này thì 80W các bác nhá. SX5 này. Thùng cây luôn. Gỗ lạng luôn nha. SX5 hay là mã các bác, tóm lại là các bác mà chưa biết thì các bác cứ nghiên cứu lên trên Google, check cái tên model, là rất nhiều shop họ bán các bác nhá. Rất nhiều shop họ bán. Em bao là giá em cực kỳ cạnh tranh các bác nhá. Nhà em còn nhiều hàng lắm. Rất là nhiều hàng. Rồi cặp loa này em bán cho các bác giá
4,2 triệu các bác nhá. Các bác nghiên cứu đi. 4,2 triệu. Cái chép đôm rất là đã luôn. Cặp này nghe hay lắm, nhạc. Rồi sang cặp số 5. Đây, đây là cặp loa Billner dòng V31 hai la mã các bác nhá. Thì cặp loa này bữa trước em có bán hai cặp rồi, hôm nay lấy một cặp nữa. Cặp loa này thì tháo cái căng ra thì nó đúng ra thì nó cái dòng hai la mã này nó lại không hiểu sao nó lại cái căng nó lại dính nhá. Cái căng lại dính trong. Nhưng mà em có bật ra rồi này, đó bật ra. Nếu bác nào mua thì em lại gắn lại, gắn bằng keo lại nhá. Một cái bát 20 và một chiếc giấy, chiếc này giống như là Zbot nhá. Đấy, bên này cũng vậy. Trên này có giá treo này. Dòng này thì công suất nó lớn hơn, lớn nhất trong cái dòng V31, V21 này, V11 đấy. Thì dòng này là V31 hai la mã các nhá, công suất tới 180W. Nếu mà công suất cái dòng mà trơn á thì nó chỉ có dòng trơn nó chỉ có 150W các bác nhá. Đây dòng này là dòng hai la mã 180W, 360W trên thân thùng. Tất cả loa này zin nguyên hết về nhá, em chưa có tuốt tiếc gì hết, để nguyên như vậy. Đấy thùng vách còn rất là đẹp luôn nhá. Đây. Những cái vết này là vết họ họ treo á, những cái vết họ treo bên đó. Zin nguyên hết. Rồi cặp loa này em bán giá 3 triệu nhá các bác nhá, 3 triệu. 3 triệu cho cặp này về hát karaoke tuyệt vời luôn. Bao các bác là hát hay luôn nhá, Billner. Đó. Lưới đầy đủ nhá. Có tem mác là đàng hoàng luôn. Đó. 3 triệu. V31 hay là mã các bác nhá. V31 hay là mã. Rồi trên này có cặp la box sale này, hôm qua em có lên mà cái bác kia bắt chốt mà không lấy, hôm nay lại em đăng lại anh các bác nhá. À, cặp này là LS7 Pro nhá. Đấy, dòng Pro này thì nó rất là hiếm, 7 thì đầy, nhưng 7 Pro thì hiếm. Nó có một cái chép điện này, một cái bát này. Hai bên là cái má gỗ, trước là nhựa, nhưng phía sau này là má gỗ này. Phía sau này là chạm bắp chuối luôn, đó, còn đẹp các bác nhá. Rồi cặp loa này em bán giá 1,4 triệu nhá. Cực kỳ hợp lý. LS7 Pro nhá, dòng này là dòng cao rồi. Rất là chất luôn. Giá 1,4 triệu nhé. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm ấy. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết, em bao ship các bác nhé. Thì tùy vào sản phẩm, những cặp loa này sẽ phải cọc nhiều hơn. Nếu bác nào cứ chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc cho bác luôn nhé. Đó, giá rất tốt và bao ship nữa. Đây em có cái đài này hơi VIP. Con này giá thị trường, con sáp này giá thị trường khoảng, nếu mà họ dọn chạy bình thường, cái đài tivi bao nguồn hết nhá, bao nguồn lên tivi này lên này, họ về họ cái AV vào cái trên này mất mấy cái nút này, đây mất cái nút này đó. Bác nào có nhu cầu em sẽ để lại cho. Con này nặng hơn chục ký, rất là to luôn, của dòng sáp nhá. Này giá 4 triệu để các bác dọn. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào nhu cầu cứ alo cho em nhá.